Chào mọi người ha, em lên một con máy dùng gia đình rất là ngon, một cái Hitachi khá là đẹp, làm xích từ ram, xích máy, tất cả mọi thứ nó đều rất là tuyệt. CX35E tem này là tem dạng như là tem giống như tem nhôm vậy mọi người, chứ không phải là tem giấy, nó cứng lắm, nó là 32,3 cc ha. Cái lam của nó là 40, làm nó là 40, máy thì khá đẹp. Đấy, máy cực kỳ đẹp, làm thì đẹp bên trong và cả bên ngoài luôn. Này mua về dùng rất là tốt. Hitachi máy in Japan đẹp tuyệt lắm mọi người, nhớt làm nó ra nha, ướt hết là, nhưng mà tại vì nó em không có đổ nhớt, nên là tại vì cái nhà nó bỏ nó hơi bẩn á, nên em không có đổ nhớt, nên là đây là nhớt zin của trong máy luôn á, nó ra nhưng mà ít thôi tại vì hết nhớt. Em dạo này em hơi bận và em like, chủ yếu là em like thôi, nên là ít làm video, nên là mọi người có gì ủng hộ nha. Cái Hitachi đẹp tuyệt vời, máy là 32,3 cc, máy đẹp hoàn hảo. Con này thì giá của nó là 1,9 triệu, nó giảm 5% ha. Con này giá nó, con này là 40 nè, làm zin Hitachi luôn. Này rất đẹp, nằm bồ rất đẹp, 1,9 triệu và có giảm 5% cho mọi người like và đăng ký kênh, quá tuyệt vời. Và em nói luôn là em không có COD, mua thì chuyển khoản thẳng cho em hết tiền hàng đây, ship hàng trên toàn quốc, bảo hành 3 tháng. Máy đẹp từ trong ra ngoài, bên trong thì chưa vệ sinh, bên trong này vỏ thì em chưa có tháo đâu và để vệ sinh thì máy nó đẹp sẵn vậy thôi, rất đáng để mua dùng. Bỏ thì hơi bị tiếc, tại vì hàng đẹp thì hàng bãi mà đẹp thì rất là ít.
Một người tranh thủ ha. Hitachi Made in Japan. Japan. Thì nói chung mua máy thì tùy mục đích thôi. Mình muốn mình dùng gia đình thì mình dùng máy nhỏ thôi, vừa tiền thôi. Còn mình muốn máy mà mạnh hơn thì mua cao tiền tí. Chứ không thể nào mà con máy nhỏ hay máy lớn mà đáp ứng được đủ việc, lớn thì nó nặng. Thì ví dụ mình cưa cây nhỏ thôi, mình xách cái máy nặng đi làm hơi bất tiện. Nhưng mà lúc mình cần cưa một cây to mà máy mình nhỏ thì cưa nó sẽ lâu. Nói chung vậy thôi. Thường thường ở trong nhà, nếu mà nhà mình mà vườn mà cây to nhiều quá thì người ta sẽ sắm hai con máy cưa nhỏ, một con cưa lớn tí, là một con cưa tầm trung á, tầm trung mà người thuộc dạng gần cỡ lớn, tầm 35cc trở lên là cắt ok rồi. Cây đường kính 40-50 cắt vô tư. Máy khá là đẹp nha mọi người. Mình không có gì để chê về nó cả. Có chê không là cách người ta kiên chỉnh. Cách em kiên chỉnh. Nó vui mọi người thôi. Cái số điện thoại của em thì nó là số 0978937305. Và cái địa chỉ và cái số tài khoản thì nằm ở dưới phần mô tả nha mọi người. Mọi người cập nhật ở bên dưới đó, hoặc là bên dưới phần comment nó sẽ có nha. Máy thì hiện tại em có khá là nhiều, nên là mọi người có nhu cầu ở gần thành phố Hồ Chí Minh đó, em ở 715 Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu thì cứ ghé sang xem máy, từng cái nào thì mình lấy cái đó thôi. Mình có khả năng là mình biết chút máy thì mình mua chưa dọn, mà mình không có khả năng thì mình mua dọn rồi. Ví dụ con máy nó ưng mà đến đây xem mà con máy nó ưng mà em chưa dọn ấy, thì cứ đặt hàng đó, em chỉ dọn một ngày hai ngày, một ngày xong hai ngày xong em báo giấy lấy, khi nào rảnh giấy lấy thế thôi. Còn anh em đừng có vào nói là ừ anh mua cái này anh chắc chắn lấy, cứ gửi cho anh đi, đừng có nói cả hai chắc chắn đi. Nói chung hồi giờ em không có CD, mọi người xem kênh và theo dõi kênh em thì cũng đủ biết rồi. Nếu mà em lừa đảo lừa tiền bất cứ ai ấy, thì bây giờ em cũng không còn ở đây mà nói đăng video nữa đâu. Người ta bóc phốt, người ta chửi trong mặt rồi lâu rồi. Thì mọi người xem kênh của em á, thấy nó ok, nó đáp ứng được nhu cầu mọi người, thì mọi người đăng ký kênh và nhấn like cho em ha. Máy thì tuyệt đẹp rồi, không có cái gì để chơi cả. Máy đẹp thì giá tất nhiên nó sẽ nhỉnh hơn, tại vì nó thẳng với mọi người là tại phải sao nhiều con nó cùng công suất cùng như vậy, mà tại sao nó lại khác giá tiền? Tại vì người ta chơi chơi hàng bãi, người ta chơi lô, người ta nhập về thì con xấu con đẹp thì con đẹp nó phải bù lại con xấu, giá con đẹp mà bằng con xấu thì người ta làm thì nó lỗ chứ nó đâu có lời, và người ta đâu có tù lại được. Bán mà ví dụ như quá chát ấy, thì không nói, nhưng mà bán vừa hợp lý
lợi nhuận của đôi bên, người ta bán hàng cho người ta bảo hành đảm bảo thì người ta phải có lợi nhuận, chứ không có lợi nhuận làm sao người ta bảo hành được. Rồi mọi người, chào mọi người ha, chúc mọi người xem video vui vẻ ha, nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp em nhé.